Mà Kỳ Lan muốn sang tất cả những dữ liệu qua đây thì rất là đơn giản, dùng cái chia sẻ dữ liệu sau điện thoại qua từ phần mềm Switch. Tức là Kỳ Lan muốn cùng trải nghiệm với khách hàng và Kỳ Lan muốn trải nghiệm cùng với quý khách. Samsung S22 Ultra full vàng nguyên khối 18K AU750 đến kim cương thiên nhiên. Đã không đập hộp thì thôi, đập hộp từng món một cho đủ bộ đủ đồ chơi cho nó phê. Vâng, Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu một sản phẩm vô cùng nóng hổi, vô cùng nóng luôn. Đó chính là một cái sản phẩm điện thoại công nghệ Samsung Galaxy S22 Ultra. Vâng, Kỳ Lân review không phải là review thông thường, mà Kỳ Lân review sản phẩm này là để chuẩn bị có một phiên bản vàng nguyên khối. Đây là cái điện thoại Galaxy Samsung S22 Ultra. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên sản phẩm được bán đại trà ở ngoài thị trường. Và cũng tự tin và tự hào mình là một trong những người sở hữu ngày đầu tiên bán đại trà. Và bắt đầu Kỳ Lân sẽ khui siêu, bởi vì đây là một cái máy new mới cứng. Và hôm nay là ngày đầu tiên bán ra ngoài thị trường đại trà. Wow, một con máy S22 Ultra chưa khui siêu nguyên hộp, mới vừa khui hộp ra. Đây, camera đi chặn giùm anh siêu còn nguyên nha. Một chiếc máy Samsung Galaxy màu đen, Galaxy S22 Ultra bản cao nhất là 512GB. Và Kỳ Lân bắt đầu khởi động chiếc điện thoại Samsung này lên. Và Kỳ Lân bắt đầu acti nha. Trong khi chờ đợi acti thì mình kiểm tra thử trong cái hộp này có cái gì. Trong cái hộp này có cái gì nữa nha. Wow, khác với những cái điện thoại lúc trước mà Kỳ Lân đã từng tập hộp, thì hộp này rất là mỏng, mỏng hơn những hộp cũ nhiều. Và trong này chỉ có đúng mỗi một cái cọng dây cáp sạc thôi, không có củ sạc. Và một cái miếng để chọt sim. Hết bao nhiêu là đủ. Củ sạc thì quý khách tự trang bị, tại vì hãng bây giờ là gọi là chắc là bảo vệ môi trường chắc, nên là họ không có bán củ sạc kèm. Và máy này hỏi mình là có sao chép dữ liệu, tức là dữ liệu cũ á, thì nếu như mình đang xài một cái máy, ví dụ như Kỳ Lân đang dùng một cái Note 20 Ultra này, mà Kỳ Lân muốn sang tất cả những dữ liệu qua đây thì rất là đơn giản, dùng cái chia sẻ dữ liệu sau điện thoại qua từ phần mềm Switch. Nhưng mà đối với Kỳ Lân thì khi mình mua một máy mới thì Kỳ Lân muốn mới hoàn toàn, không có muốn phải sao dữ liệu gì, mất thời gian. Mua máy mới, acti mới chạy mà xài. Rồi, còn nếu như có những cái quan trọng dữ liệu nhiều thì mình chép bằng máy tính cũng được, file thôi. Còn những ứng dụng nên cài lại mới đi, khỏi phần update rồi, mất công. Còn nếu như mà máy nào quý khách muốn thì dùng phần mềm Switch cũng rất là hay, tất cả dữ liệu sẽ đưa qua. Trừ một số ứng dụng ngân hàng là bắt buộc phải acti lại bằng cách gọi cho tổng đài của ngân hàng hoặc là ra trực tiếp ngân hàng thôi. Còn đa số những ứng dụng thông thường thì mình có thể là sao chép đồng bộ từ cái máy cũ này qua máy này easy, không mất gì cả. Mình chia sẻ hình ảnh rồi video luôn. Đối với một cái máy nhiều, rất nhiều dữ liệu, ví dụ như cái máy này, một cái máy 256GB cộng với thẻ 256 nữa là 512GB đi, toàn là dữ liệu hình ảnh và video, mà đồng bộ thì mất thời gian. Thôi, Kỳ Lân sẽ nhìn tất cả những cái dữ liệu mới đó, Kỳ Lân chép vào máy tính và chọn lọc đưa vào máy mình để nó nhẹ bộ máy. Chứ còn nếu như mình đã mua một cái máy mới rồi mà đọc bộ tất cả dữ liệu gồm có hình ảnh này nọ tất cả một cái qua hết luôn, thì máy nó sẽ chiếm trong không gian rất nhiều. Nên khi mình đổi điện thoại thì tốt nhất mình nên sàng lọc cho nó sạch sẽ, gọn gàng điện thoại. Đó là đối với em thôi, còn đối với tất cả mọi người thì tùy vào nhu cầu của mình, muốn đồng bộ hết cũng được, muốn dùng một điện thoại mới cũng được, tùy vào nhu cầu nhá. Rồi, bây giờ đăng nhập Gmail vào. Kỳ Lân đăng nhập Gmail của Kỳ Lân. Và sẵn tiện chờ, xin chờ thì Kỳ Lân tiện đây mình đang mua bộ công nghệ cao nhất của điện thoại Samsung thời điểm hiện tại Kỳ Lân review. Vì vậy Kỳ Lân chơi luôn một cái gọi là cái Galaxy Buds 2. Cái tai nghe Kỳ Lân cũng là full box và Kỳ Lân bắt đầu khui siêu.
Rồi đập hộp luôn, chưa khui gì hết. Trong này có hai cái tay, một tay trái và tay phải Bluetooth phục vụ cho cái điện thoại này, một bộ luôn, rất là đẹp, rất là sang. Đó, nó không có rớt luôn. Lấy ra thì nó sẽ ra, mình dùng lực lấy ra thì chắc chắn sẽ ra, nhưng mà để vào nó hít. Và cái này có chức năng sạc luôn cho điện thoại thì phải, bởi vì Kỳ Lăng mới vừa mua về và Kỳ Lăng cũng không có coi thông tin trước, nên bây giờ là Kỳ Lăng trải nghiệm. Kỳ Lăng muốn review sản phẩm nào là lúc mà mình review là mình trải nghiệm luôn, giống như là khách hàng và quý khách đang mua về và mình sẽ có những cảm giác rất là thú vị. Còn mình tìm hiểu trước rồi mình review thì nó lại là phần đi hướng dẫn rồi, còn này review trải nghiệm. Khi mà mình là một người đặt trường hợp mình là đang một người đang theo dõi, đang coi và review chung thì cho mọi người cùng cảm giác review mới đó. Và thử trong hộp này có gì nha. Cái này là có mấy cái đệm tay kèm theo. Đây là một cọng dây cáp sạc của nó, và có mấy cái miếng đệm tay cao su kèm theo. Đơn giản vậy thôi. Nó hỏi là kết nối bus, Samsung bus kìa, Kỳ Lăng chưa có chọn, bỏ qua. Tại vì đây Kỳ Lăng thực hiện clip này chỉ là review cái điện thoại này là chính, và những cái phụ kiện kia đi kèm, cho nên là Kỳ Lăng sẽ đi xoáy vào, đi nhanh vào sản phẩm này hơn. Bạn đã thiết lập xong, hoàn tất. Như thế là Kỳ Lăng đã đặt tay xong chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra bản mới nhất, lớn nhất, cấu hình nhất, mạnh nhất. Đây là chiếc điện thoại thông tin kiểu thiết bị Galaxy S22 Ultra, kiểu máy SM908S DS, số series, thông tin email khe SIM 1 và thông tin series khe SIM 2. Đây, quý khách muốn biết bộ nhớ mình chỉ cần vào đây nè, vào ứng dụng file nè. Bộ nhớ trong là 512GB và mình đang dùng là 56,45GB trên 512GB. Và một cái nhược điểm mà Kỳ Lăng không thích một chút nào ở chiếc điện thoại này, đối với Kỳ Lăng thôi, còn đối với các bạn thì tùy vào nhu cầu sử dụng. Bởi vì Kỳ Lăng là người hay chụp hình và quay phim nhiều, quay Full HD 60 frame 4K, nói chung là quay liên tục. Cho nên là bộ nhớ Kỳ Lăng muốn có một cái khay để mà mình dùng thẻ nhớ. Vì khi mà bộ nhớ trong máy đầy, mình chuyển qua quay, bộ nhớ lưu trữ trên cái thẻ nhớ. Và khi thẻ nhớ đầy thì mình có thể là rút thẻ nhớ ra, mình thay thẻ nhớ khác. Bởi vì Kỳ Lăng quay liên tục, có khi quay lần 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà quay liên tục, tần suất là quay xong rồi cái tắt, quay tiếp, quay rất là nhiều. Vì vậy bộ nhớ rất là nhanh đầy. Và nhanh đầy như thế thì để mà chép dữ liệu qua máy tính thì cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu. Trong khi mình gấp thì mình không thể nào mình chờ lấy cái điện thoại vô chép với máy tính rồi mình quay tiếp, mất thời gian lắm. Cho nên là trong cái túi sách của Kỳ Lăng á, luôn luôn có sẵn những cái thẻ nhớ để dự trữ trong này. Khi mà đầy bộ nhớ là Kỳ Lăng lấy cái thẻ nhớ cắt ra, rồi lấy cái thẻ nhớ cắt thay vào, rồi đem cái thẻ nhớ kia về tối mình chép vào cái máy tính sau, rồi mình sàng lọc, mình kiểm tra sau. Lúc rảnh mình sẽ sang chép vào cái máy tính sau. Và bây giờ thử chụp hình. Camera di chuyển vào vị trí này giùm anh. Kỳ Lăng thích nhất cái chụp hình, một cái ưu điểm tuyệt vời mà những thiết bị khác chưa có được. Ví dụ như bây giờ Kỳ Lăng chụp hình chân dung nè, nó đẹp lắm. Những cái thiết bị khác Kỳ Lăng thấy nhiều rồi, nhưng mà Kỳ Lăng thấy chiếc Samsung này nổi trội hơn hẳn luôn. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ chụp số phong bằng cách chụp chân dung nè. Rất là đẹp. Bây giờ chụp lại nè, phong đang rất là mờ nhưng mà chưa có mờ hẳn nè. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ lấy nét cái nhân vật chính và chụp. Rồi bây giờ chuẩn bị nè, hiện tại chưa có mờ đó, nó sẽ làm xóa phông hết. Rất đẹp như máy cơ. Và bây giờ Kỳ Lăng thử chụp cái điện thoại Vertu mà Kỳ Lăng đang sử dụng. Và trên tay Kỳ Lăng đang cầm là chiếc Vertu của Kỳ Lăng đang sử dụng, và trên tay là có đeo vòng trầm. Thì Kỳ Lăng sẽ chụp. Hiện tại là đã xóa phông rồi, nhưng mà mình nhìn, và có thể quý khách coi qua màn ảnh sẽ không rõ. Vì vậy sau khi Kỳ Lăng chụp xong sẽ nhờ cameraman quay cận cảnh cái hình mà Kỳ Lăng chụp xong, và Kỳ Lăng zoom lên cho quý khách thấy ưu điểm xóa phông. Rồi bây giờ xem hình nè. Đây, tất cả rất chi tiết cái điện thoại và xung quanh đều xóa phông rất đẹp.
từ đầu clip Kỳ Lăng đã nói rất rõ rồi là Kỳ Lăng review sản phẩm này không phải là một clip review thông thường, mà Kỳ Lăng muốn review về cái nội dung là Kỳ Lăng sẽ biến chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra này thành một chiếc điện thoại tất cả phần vỏ ngoài là bằng vàng nguyên khối. Thì nếu như quý khách đã biết đến Kỳ Lăng Luxury và biết đến những sản phẩm Kỳ Lăng đã từng review, ví dụ như là iPhone 13 Pro Max bản mới vừa ra trên thị trường thôi, thì Kỳ Lăng đã có và Kỳ Lăng đã làm hai cái đầu tiên luôn. Và đầu tiên là khách hàng đặt một cái, nhưng mà khách hàng đặt xong là vừa xong là khách hàng thấy đẹp quá và đặt thêm một cái là một cặp đầu tiên luôn. Và sau đó rất nhiều khách hàng đã đặt của Kỳ Lăng, đó là iPhone 13 Pro Max bản 1T luôn. Hầu như đa số là làm là 1T hết, bởi vì một cái bằng vàng nguyên khối làm sẽ tốn nhiều chi phí và công phu, nên là thường chọn bản maximum nhất. Và hôm nay là ngày hãng Samsung mở bán chính thức chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra ra thị trường, và Kỳ Lăng đã sở hữu ngay và sẽ biến nó thành một chiếc điện thoại Samsung S22 Ultra full vàng nguyên khối 18K AU750 đến kim cương thiên nhiên. Và clip đó sẽ rất là thú vị. Vì vậy, Kỳ Lăng mong muốn rằng quý khách hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, theo dõi, subscribe kênh YouTube này, like theo dõi fanpage này để mà chờ xem cái video hấp dẫn chiếc Samsung bằng vàng nguyên khối đến kim cương. Hấp dẫn lắm, cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy hãy đón xem nha. Và tiếp theo, như một ý hồi nãy Kỳ Lăng đã nói trong clip này nữa, là Kỳ Lăng review sản phẩm này và Kỳ Lăng cũng thích sản phẩm này để mà làm. Kỳ Lăng thích quay phim chụp hình rất nhiều, cho nên cái phụ kiện đồng hành trong cái clip sản phẩm này đó chính là cái DJI Osmo Pocket Mobi 5. Đây là cái bản mới nhất và đỉnh cao nhất trong dòng DJI Pocket Gimbal của DJI là Mobi 5. Đã không đập hộp thì thôi, đập hộp từng món một cho đủ bộ, đủ đồ chơi cho nó phê. Để Kỳ Lăng trưng bày cho quý khách xem. Cái này là miếng lót và sách hướng dẫn của nó thôi. Thì cái này chắc là cũng không cần khui co làm gì. Và đây là nhân vật chính của cái hộp này thôi nha. Còn nhân vật chính, nội dung chính của video Kỳ Lăng review ngày hôm nay chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra sẽ biến thành chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối đúc đính kim cương. Đây là clip nhân ngày mở bán đầu tiên. Và đi kèm đồ chơi sở thích thì Kỳ Lăng đã phục vụ rồi. Về tai nghe và cái gimbal. Đây, Kỳ Lăng sẽ ráp vào. Đó, đây là cái chân đế. Đó. Để mà mình rá điện thoại vào. Nó có 500 nè. Hít vào. Wow, rất là mạnh, rất là cứng. Rồi. Và kèm theo trong hộp là có một cái cọng dây sạc. Và một cái dây để mà mình xỏ vào, mình đeo vào tay mình cầm đi khỏi bị rớt. Và một cái túi để đựng cũng rất là đẹp. Vâng, và để mà khởi động lên và dùng full tính năng của chiếc gimbal này thì mình phải cài một ứng dụng để hỗ trợ, đó chính là DJI Mimo. Rồi, và bây giờ mình sẽ khởi động nút nguồn đây, nhấn giữ 3 giây. Rồi, và mình chỉ việc để điện thoại vào thôi. Nó sẽ cân bằng điện thoại của mình. Ok, cái điện thoại thôi á, không dùng quay qua ứng dụng của DJI nha. Thì mình sẽ quay qua camera này, thì mình chỉ việc là dùng được cái tính năng là xoay tới, xoay lui, xoay qua, xoay lại thôi, và lật cái điện thoại lại thành ngang và đứng. Bây giờ hiện tại đang chế độ là đứng, thì mình sẽ lật lại là chế độ ngang. Đó, mình nhấn hai cái nút này, hai nút xoay nè. Đó, chỉ được bao nhiêu thôi, và không có dùng được các chức năng zoom rồi các kiểu.
Và để dùng được full tính năng của chiếc gimbal này thì mình phải dùng qua ứng dụng DJI Mimo mình cài về máy. Nếu Android thì mình dùng tải về từ CF Play. iPhone thì mình sẽ tải trong phần App Store. Nhưng mà hiện tại cái app này nó chưa đưa lên CF Play nên mình phải cài qua cái trình duyệt và mình cài qua APK. Còn Kỳ Lăng đã cài trước rồi nên bây giờ mình chỉ việc là dùng thôi. Còn bạn nào chưa biết cài, bác nào chưa biết cài, chưa biết sử dụng thì có thể gọi cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247, Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ cho. Và phải nhớ là để dùng được thì mình phải kết nối Bluetooth với thiết bị nha. Đây, vào kết nối với cái máy Connect. Rồi, bây giờ là full tính năng rồi nè. Bây giờ là Kỳ Lăng sẽ dùng là quay lên nè, quay xuống nè, quay qua nè, quay lại nè. Đây là gọi là giống như là mình bend, mình dolly luôn được luôn á. Mình bend nè, bend lên nè, bend xuống nè. Và bây giờ Kỳ Lăng bấm thao tác là ghi hình trực tiếp trên thiết bị gimbal luôn, không phải thông qua bấm vào điện thoại nữa. Bấm vào nút red màu đỏ đây là quay. Rồi, bây giờ Kỳ Lăng sẽ zoom bằng gimbal nè. Cái thao tác cái cần gạt đây. Zoom nè đó. Rồi, Kỳ Lăng sẽ zoom nhỏ lại nè. Thu nhỏ lại nè. Ok. Và Kỳ Lăng lật lại cái chế độ ngang nè. Rồi, bây giờ Kỳ Lăng không muốn bấm nút này để mà quay nữa, mà Kỳ Lăng muốn bấm nút này để chụp hình. Thì Kỳ Lăng sẽ tắt đi, tắt chế độ quay đi. Và Kỳ Lăng bấm chữ M bên này, chữ M nè. Đó, nó sẽ chuyển qua chế độ photo. Và lúc này mình bấm nút này là thay vì quay phim là sẽ thành chụp hình. Đó, chụp hình. Rồi, lật camera nè, bấm một cái thôi. Thay vì mình bấm hai cái, bấm hai cái thì nó sẽ chuyển hướng từ chế độ là màn hình ngang, hình đứng, đứng thành ngang. Còn nếu như mình bấm một cái thì sẽ lật camera trước thành camera sau. Bấm lại một cái nữa thì nó sẽ lật camera sau thành camera trước. Đó, rất là hay. Văn đồ chơi nhiều quá. Thì kèm theo là tai nghe nè. Đây, trái hay phải đây, đây là phải. Đây, trái hay phải đây. Trên tai nghe đều có ký hiệu là left right. Left là trái nè, right là phải nha. Ok. Đây, cầm cái coi phim. Di chuyển nè, đó, di chuyển nè, di chuyển nè. Đang quay chế độ nè, cho mà lắc thoải mái nè. Lắc thoải mái nè, chống rung nè. Ok, bây giờ lật chế độ ngang nè, đó. Thoải mái nè. Có một tính năng đặc biệt Kỳ Lăng chuẩn bị cho khách xem. Tính năng rất đặc biệt, để Kỳ Lăng bỏ tai nghe vào đã. Rồi, và bây giờ Kỳ Lăng sẽ test một tính năng. Bây giờ thấy không, mình đi đâu đâu theo đâu. Cái mặt đi qua đây mà cái camera nó không theo gì trơn hết trời á. Chỉ đâu vô tường, vô cái, mấy cái túi sách thương hiệu Kỳ Lăng Luxury à. Mà cái mặt Kỳ Lăng bên này đang nói chuyện bên này. Rất là khó chịu nha. Được rồi, sửa đẹp nó luôn. Đây, camera đi sát giùm anh. À, bây giờ anh vẽ khuôn mặt anh nè. Đó, anh vẽ khuôn mặt anh. Đó rồi, ok. Là nhìn nè, anh đi nè nha. Đó, đi qua đây lấy cái đôi dép, lấy cái mũ, lấy cái túi sách Kỳ Lăng Luxury. Nó theo, nhìn nè. Camera giúp anh cho quý khách xem giùm. Đó, đi theo nè. Ờ, thấy chưa? Bây giờ Kỳ Lăng đi qua đây nè. Ok. Và Kỳ Lăng đi lại nè. Đi nhanh luôn. Theo. Theo. Ok. Camera chỉ vào chỗ sai nè. Đó. Mặt vào. Để lại mắt rồi. Đó. Đó. Vâng, và nội dung chính mà ngày hôm nay Kỳ Lăng muốn gửi gắm đến khách hàng đó là Kỳ Lăng sẽ làm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra vào ngay ngày hôm nay. Sau khi đập hộp chiếc Samsung S22 Ultra mở bán ngày đầu tiên thì vài hôm nữa sẽ xong một chiếc bằng vàng nguyên khối đính kim cương. Vì vậy hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube, like theo dõi fanpage này để mà cập nhật video đó nhé. Kỳ Lăng cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip. Và Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Kỳ Lăng Luxury.com, hotline 0901 247 247. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.